Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn quay trở lại trung tâm xe đỗ cao sử dụng. Em ở tới có địa chỉ tại số 26 đường cầu Diễm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và số điện thoại của em là 0977 500 55, thưa quý anh chị nhé. Anh chị nào đang tìm cho mình một chiếc Toyota Fortuner máy dầu số tự động thì hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị một chiếc đời 2019 máy dầu số tự động một cầu, thưa quý anh chị nhé, màu trắng. Và chiếc xe này mang biển tư nhân, một chủ từ đầu chạy 5 vạn, thưa quý anh chị nhé. Mời anh chị cùng em xem qua lốp của chiếc xe. Với lại lốp thì vẫn còn là theo xe, sản xuất tuần thứ 42 năm 2019, thưa quý anh chị nhé. Gương cũng được tích hợp với đèn báo xe xi nhan rồi quý anh chị ạ. Kính cũng dán phim cách nhiệt. Ngoài ra nội thất cũng có trải sàn ốp chống xước. Ngoài ra ghế màu nâu. Màn hình Toyota. Điều hòa của dòng xe này cũng đang là điều hòa cơ, thưa quý anh chị nhé. Đây, hàng ghế sau của chiếc xe, một chiếc xe ngồi rất là rộng rãi, một chiếc xe gia đình 7 chỗ. Vâng, phần đuôi xe đây, thưa quý anh chị, camera lùi, cảm biến sau vừa đủ dùng cho quý anh chị, đèn phanh cảnh báo trên cao, thưa quý anh chị nhé. Hàng ghế thứ 3. Đó, lốp được trang bị lốp treo, khung gầm của chiếc Toyota Fortuner đây quý anh chị ạ. Cụm đèn sau, động cơ này 2.4, mức tiêu hao nguyên liệu ở mức 8 lít, 10 lít và 7 lít quý anh chị nhá. Gương kính đều được trang bị gập điện, chỉnh điện, keo chỉ máy móc đều là nguyên bản nguyên zin. Đấy, theo kinh nghiệm nghề nghiệp và với đầu vào bên em thì luôn luôn cam kết cho anh chị chiếc xe không lỗi lầm tai nạn đâm đụng ngập nước, thưa quý anh chị nhá. Vâng, chiếc xe này về cửa hàng em thì cũng đã cho dọn dẹp và rút hồ sơ. Anh chị nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe này thì bên em sẵn sàng giao xe ngay cho quý anh chị. Khoang máy rất là sạch sẽ, máy móc, nội thất, khung gầm đã được spa sạch sẽ cho anh chị. Và chiếc xe này cam kết cho anh chị máy móc nguyên bản nguyên zin, hộp số, xe không thủy kích, không ngập nước, không bị tai nạn, thưa quý anh chị nhé. Với chiếc xe giấy tờ pháp lý hoàn toàn là rõ ràng. Thì anh chị em nào mà đang quan tâm đến dòng xe tầm tài chính loanh quanh 1 tỷ thì anh chị có thể chọn một chiếc Toyota Fortuner máy dầu số tự động. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị nhé.